Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Jun. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày 8 tháng 12 năm 2021. Sáng nay thì tôi đi có việc và trong lúc mà tranh thủ chờ đợi thì tôi cũng lướt qua một vài cái tin tổng hợp lại và tôi cũng muốn chia sẻ với các bác thông qua cái video clip này. Về nhân vật Thiện Soi, một cái lâu đài dắt vàng tại Bà Rịa Vũng Tàu thì vừa rồi là từ năm ngoái hai cha con thì đã bị bắt và tôi cũng đã có một cái bài phân tích về gọi rằng là gia đình Thiện Soi, nhà Thiện Soi. Một tay phải nói rằng là cho vay rất là cộm cán mà không chỉ ở Vũng Tàu người ta biết mà nhiều tỉnh thành, nhiều nơi người ta cũng biết việc này. Thế thì nó nói lên điều gì? Thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Vừa rồi không chỉ là Thiện Soi mà Đà Nẵng liên quan đến việc cho vay nặng lãi thì cũng đã bắt một cái nhân vật cũng rất là nổi tiếng. Mà người ta cho vay là người ta cho vay đến hàng trăm tỷ. Chứ không phải là cho vay kiểu như là vài chục tỷ. Vài chục tỷ là chúng ta đã thấy kinh khủng rồi. Còn mà cấp thấp hơn thì các bác có thể thấy là các anh chị mà vỗ ngực tự xưng là danh là tôi làm tài chính. Nhưng mà xăm trổ đầy người, rồi là đội mũ, rồi là đeo xích rất là đặc trưng. Thì các bác có thể thấy rằng là không biết từ bao giờ chúng ta đã có một cái ngành nghề nó gọi rằng là dân làm tài chính, anh chị làm tài chính như thế. Và thường thường á, cái đội này nó lại liên quan và nó lại có một cái gì đó nó móc nối với cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng trong ngành mà chúng ta hay gọi rằng là đen đỏ, đỏ đen kết hợp. Và thậm chí có nhiều cái vụ án mà chính lực lượng trong ngành lại giúp những anh chị đó đi đòi nợ. Đó. Đứng ở phía con nợ thì đương nhiên rồi. Tôi chỉ xin phân tích với các bác thế này. Chúng ta nhìn tổng thể, nhìn cả một quá trình thì chúng ta thấy rằng là trong quãng thời kỳ 10 năm thì ngành cho vay lãi là phát triển một cách vô cùng rực rỡ. Chúng ta đi đâu, tới tỉnh thành nào, chúng ta cũng có thể thấy rằng là một trong những cái người giàu nhất và có máu mặt nhất và đặc biệt là quyền lực nhất thì là dân anh chị, dân xã hội và thậm chí có cả những anh chị là cổ cồn trắng và người ta cho vay với cái số tiền lãi thậm chí rằng là 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Người ta huy động thì có thể là lấy lãi 1.000, 1 triệu một ngày. Thế nhưng khi người ta cho vay thì có thể rằng là 3.000, 5.000 và thậm chí rằng là 10.000 đồng 1 triệu một ngày. Cái việc đó nó diễn ra một cách phổ biến và tôi cũng xin chia sẻ thật là một trong những người bạn của tôi cũng tham gia ngành nghề đó và hiện nay đang phá sản rồi. Tôi lấy câu chuyện phá sản và ôm nợ của một người bạn của tôi để chia sẻ với các bác là để mà nói rằng là cái ngành nghề này gần như là sẽ kết thúc. Bởi vì các bác tưởng tượng rằng là chúng ta có một cái điều rất đặc biệt, đó là khi mà Tổng Bí Thư lần đầu tiên tham gia vào Đảng ủy của Khối Công an Nhân dân, Đảng ủy của ngành công an, thì chúng ta có ba cái nhân vật phải nói rằng cao nhất, bao gồm có Tổng Bí Thư, bao gồm có Chủ tịch nước, bao gồm có Thủ tướng thì tham gia vào Đảng ủy của ngành công an. Và khi tham gia vào Đảng ủy ngành công an thì các bác thì thấy rằng là các hoạt động thì được biến chuyển một cách rõ rệt, phải nói thật sự rõ rệt. Bây giờ phải nói mình sòng phẳng mình nói rằng là chưa hoàn hảo đâu, vẫn còn rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh, vẫn còn rất nhiều điều cần phải chỉnh sửa, nhưng mà có một cái sự biến chuyển rõ rệt. Đặc biệt về tổ chức thì các bác có thể thấy rằng là loại rất nhiều tổng cục đã bị loại biên đó. Và các bác có thể thấy rằng là các vụ đại án thì liên tục được đưa ra. Đại án liên tục được đưa ra thì nghĩa là có công của ngành công an chứ. Có chứ, vậy phải sòng phẳng như thế. Thế nhưng ấy, tôi đã nhiều lần mà tôi chia sẻ và phân tích với các bác rằng là các vụ đại án thì nó làm cho dân của chúng ta có niềm tin hơn. Chúng ta nhìn xa xa đi kìa, chúng ta thấy rằng là đó là một cái điều tốt của đất nước, một điều tốt của nhân dân. Bởi vì là những cái hoạt động, những cái gọi rằng là vụ đại án, những cái con sâu mà thậm chí rằng đến cả ủy viên Bộ Chính trị còn bị đưa ra xử thì có thể thấy rằng là không có vùng cấm. Tăng lại, nghĩa là tăng cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước và chính quyền. Càng làm đại án bao nhiêu thì niềm tin của nhân dân lại tăng bấy nhiêu. Nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, chỉ thế thôi thì chưa đủ. Tại sao thì thế thôi là chưa đủ ấy? Bởi vì là người dân nhìn xa xa thì người dân cũng có niềm tin. Nhưng người dân nhìn gần. Gần là gì ạ? Các bác có thể thấy rằng là hàng ngày chúng ta hoạt động, chúng ta sống thì chúng ta
có một cái nó gọi là gì, chúng ta có một cái nó gọi là hàng là an ninh trật tự này, rồi là tiếp xúc với công an hộ tịch, công an phường này, các hoạt động liên quan tới trật tự tại phường này. Đó thì đó mới là cái sự bình an của nhân dân. Các bác nào ở Đồng Nai thì các bác có thể thấy rằng là cái việc này nó dã man như thế nào ở cái thời kỳ 10 năm khi mà các băng nhóm tội phạm hoành hành. Đó. Chính vì thế khi mà tôi lướt qua cái bản tin về về bố con Thiện Soi, mà gia đình Thiện Soi thì ông bố có thể là bị đến 18 năm tù, ông con trai thì nhẹ hơn, nhưng tóm lại là bóc lịch thì cũng tương đối dài nếu như mà cái việc này được mang ra và làm được. Bởi vì chứng cứ là khá là đầy đủ chứ không phải không đầy đủ. Người ta cho vay đến hàng chục tỷ, thu lời cả trăm tỷ trong 3 năm. Cho vay hàng trăm tỷ nhé, và thu lời cả trăm tỷ trong vòng 3 năm với cái số tiền kinh khủng. Đó, từ rửa tiền rồi nọ kia vân vân, được làm rõ hết rồi. Cho vay với giá là 3.000 một triệu đến 4.000 một triệu một ngày, thì các bác tưởng tượng các bác vay 10 tỷ thì các bác hàng ngày các bác phải trả tiền lời là bao nhiêu. Và cái lâu đài á và cái biệt thự ấy được dát vàng rất nổi tiếng ở Vũng Tàu á, thì các bác có thể thấy rằng là wow, tiền này xây ra từ đâu, xây ra từ ăn cướp từ đâu. Chia sẻ các bác là thế. Ngoài ra vừa rồi cú phá cái băng nhóm bảo kê tại một loạt ví dụ như bãi giữa sông Hồng ở chỗ Hà Nội tôi là như vậy, đi thu tiền mọi người đi cắm trại nhưng mà phải nộp tiền cho người ta nha, đó phải nộp tiền cho người ta nha. Và hóa ra là cái băng nhóm này là cái băng nhóm mà chuyên đi gọi ăn chặn tiền, ăn cướp tiền. Đó. An ninh trật tự thì nó ở chỗ đó đấy. Thì các bác có thể thấy rằng là dưới thời mà Tổng Bí thư tham gia vào Đảng ủy của ngành công an thì có nhiều cái sự chuyển biến tích cực cả phía bên trên lẫn cả phía bên dưới. Cả những cái hiện tượng mạng xã hội ví dụ như là khá bảnh, ví dụ như là Dũng Chọc Hà Đông, vân vân. Ví dụ như là Quang Rambo, tôi cũng đã nói rất nhiều lần. Không ngại va chạm gì mấy anh chị đó đâu. Các bác ạ, các anh chị đó chỉ gáy trên mạng thôi. Cái lúc mà tôi đụng tới một số người, thậm chí là có nhiều tin nhắn còn dọa giết tôi cơ, nhưng mà tôi vẫn ngồi đây để nói chuyện với các bác, thì các bác thì thấy rằng là những nhân vật đó chúng ta chẳng có việc gì phải sợ cả, bởi vì bảo vệ của chúng ta, bởi vì bảo vệ chúng ta là đương nhiên chúng ta có cách bảo vệ tự chủ động, nhưng cũng có một cái là pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta trong những trường hợp như thế. Cho nên anh chị nào dọa tôi á thì chưa chắc đã bằng Quang Rambo, đã bằng Dũng Chọc đâu mà ngồi gáy với tôi nói thật. Đó. Mặc dù tôi cũng chỉ là người thân cô thầy cô. Nói tới đây ấy, thì nhiều bác sẽ nói rằng là vay thì phải trả, vay thì phải trả, đúng không ạ? À, ai có cấm vay đâu, đúng không? Đó, ai cấm vay đâu? Thì ở đây ấy, tôi xin chia sẻ các bác thế này. Đương nhiên vay thì phải trả, nhưng vay phải đúng luật. Lãi suất khi cho vay ấy, thì được quy định rất rõ. Từ ngân hàng được cho vay bao nhiêu, huy động bao nhiêu, cho tới rằng là các công ty tài chính thì được huy động tối thiểu bao nhiêu, tối đa bao nhiêu. Rồi các bác có thể thấy rằng là các quy định thế nào là cho vay nặng lãi. Cho nên anh đừng nghĩ rằng anh lách luật ở điều đó. Lách luật bằng cái cách rằng ví dụ như là anh vay anh cắt ngay từ nguồn, ví dụ thế. Cho vay bằng cái giấy tờ mua bán là kỳ lạ không? Lách luật nhiều lắm. Nhưng cái dở nhất ấy là cái ngành này nó phát triển á, là người ta cho vay nó lại không phải là cho vay, mà nó là chấn lột, nó là ăn cướp. Thì tôi xin chia sẻ các bác tại sao nhé. Cái ngành cho vay nặng lãi này này, gọi là ngành tài chính này này, mà các anh chị mà xăm chỗ đầu chọc cái suốt ngày tự tin rằng là à ta là dân anh chị, ta là người làm tài chính, hỏi anh làm gì, đi đám cưới mà gặp cái anh chị nào mà cứ xích sủng cả thứ này kia, xin chào, có phải anh làm nghề tài chính không? Thì đúng rồi, đấy là anh chị làm ngành tài chính đó, một ngành rất phát triển của anh chị xã hội. Thì ở đây chúng ta thấy rằng như này này, nhiều người bảo vệ cho cái ngành đó nhưng tôi thì không bảo vệ. Bởi vì tại sao? Bởi vì ok, đánh rằng á cứ đúng luật đi, đúng luật cũng được, hoặc là có thể là đó là giao kèo giao kết cái gì thì cũng được, nhưng mà anh chị cho ai vay thì đi mà đòi người đó. Các bác có thể thấy rằng trong cái anh chị làm ngành tài chính này này, họ cho vay thoải mái không phải là bởi vì con nợ nha các bác, trả được nợ, mà khéo rằng bố mẹ của con nợ, anh chị em của con nợ là thay họ trả cái việc đó. À, hóa ra các anh chị chơi đều à, hóa ra các anh chị chơi bẩn à. Đáng nhẽ rằng á, những người nào mà trên 18 tuổi các anh chị cho người ta vay thì anh chị đi mà đòi người đó chứ, tại sao lại phải đến nhà bố mẹ người ta đòi, tại sao phải đến nhà anh chị em người ta đòi? Rồi dùng những cái biện pháp rất là đều, ví dụ như các bác có thể thấy rằng là có quán phở ở trong Sài Gòn ấy, là mang rồi là mang phân rồi là mang đủ cái thứ nữa để đến mà
mà gây áp lực cho người ta để mà bắt rằng là ông này phải trả nợ cho thằng em rể. À, em rể của tôi là nợ ông thì ông đi mà đòi người ta chứ. Tại sao ông lại đòi tôi làm cái gì? Đấy, thì đấy là cái bản chất của vấn đề nha các bác. Đó là những hành vi ăn cướp. Mà trước nay ấy, họ nghĩ rằng những cái hành vi đó là đúng với đạo lý, bởi vì tôi phải đi đòi, với tiền của tôi là tiền xương tiền máu, tiền của tôi có đâu phải dễ ăn, vân vân. Những người đó hay nói kiểu như vậy. Thế nhưng mà thế thì anh đi mà đòi con nợ. Bố mẹ con nợ có trách nhiệm gì mà đòi anh? Mà đòi người ta. Ô hay nhỉ, đúng không? Đó, kỳ lạ không? Đó. Thế bây giờ tôi mà nợ ai đó thì người ta lại đến đòi bố mẹ tôi với đòi chị tôi à? Nó buồn cười. Thế cho nên là những người đó khi mà cứ nhắc đến cái chuyện này á, là thậm chí tôi nói thật, có nhiều người bạn, nhiều người thôi là vẫn coi rằng cái việc đó là cái việc đương nhiên. Tôi coi rằng cái việc đó là cái việc mà mình nói ừ đó. Thế cho nên chúng ta ở đây chúng ta thấy nhiều cái vấn đề trong ngành này, và cái việc bắt thiện soi từ năm ngoái tôi đã chia sẻ với các bác rồi, và chuẩn bị đưa ra cáo trạng và để mà xét xử, thì ông này có thể đối mặt với 18 năm tù và nhiều nhân vật khác nữa, cộm cán nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái ngành này sắp kết thúc rồi, nhưng mà nó chưa kết thúc đâu. Đâu đó nó vẫn còn âm ỉ, nhưng nó không còn công khai được như ngày trước nữa, và đặc biệt nó không còn là cái miếng bánh béo bở để làm ăn nữa. Và một cái điều nữa để các bác nhìn thế này này, để các điều nữa các bác nhìn thế này này, một trong những người mà cho vay nặng lãi ghê gớm nhất cũng đang bị điều tra. Các bác nào biết về về Dr. Rùi không? Dr. Rùi không? Thì các bác tưởng tượng nhá, rất nhiều vụ về Dr. Rùi đang bị điều tra, đặc biệt là ở Vũng Tàu cũng có và nhiều nơi khác nữa. Ở Đồng Nai thì cũng đang làm, và các bác thì tưởng tượng rằng là ở Vũng Tàu rồi nhiều nữa, bởi vì liên quan đến việc đấu giá đất thế nọ kia. Có những người mà tôi không thể tưởng tượng được cái lòng tham của họ như thế nào, bởi vì các bác nghĩ thế này này, lòng tham của họ như thế nào, bởi vì họ đã quá giàu rồi, cái công ty như thế rồi, công ty đến hàng tỷ đô la rồi, vậy mà vẫn hành cái nghề nó gọi là nghề cho vay lãi và trục lợi trên xương máu của người khác, rất kinh khủng. Các bác đợt tới các bác sẽ chờ đến một nhân vật mà chúng ta gọi rằng là Dr. Rùi, mà dân kinh doanh ai cũng biết được việc này chứ không phải không biết đâu. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. À, tôi đến giờ phải đi rồi. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành, à buổi sáng tốt lành.